Lisa lộ ảnh giả chân gây xôn xao toàn Weibo, fan tức tối réo tên YG vì cách làm việc vô trách nhiệm. Nhiều fan lên án và cho rằng Lisa đã bị YG đối xử bất công trong suốt thời gian qua. Weibo sử chung đang xôn xao và tranh cãi vì một tấm ảnh liên quan tới Lisa. Theo nhiều fan chia sẻ, bức ảnh Lisa quảng cáo nhãn hàng điện thoại được chia sẻ rầm rộ. Điều đáng nói, tấm hình này lộ cách chụp lẫn cách chỉnh Photoshop không hề giả chân, khiến các fan vô cùng bức xúc. Bức ảnh quảng cáo điện thoại đời mới của Vivo do Lisa làm đại diện. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn qua một giây, cộng đồng mạng dễ dàng nhận ra bức ảnh này chỉ là sản phẩm của Photoshop, thậm chí còn chỉnh sửa không khéo khiến cho điện thoại không hề khớp với các ngón tay. Trên mạng xã hội, các fan thậm chí đã phải giúp Lisa Photoshop lại bức ảnh để trông có lý hơn. Bức ảnh do các fan chỉnh sửa, nhìn vào tấm hình này có bình luận cho rằng trong bàn tay của Lisa tự nhiên hơn rất nhiều. Trên Weibo, hàng ngàn fan tỏ ra vô cùng bức xúc trước cách làm việc cẩu thả của YG cùng các nhân viên phụ trách hình ảnh. Theo thông tin, vì tình hình đại dịch, Lisa không thể sang Trung Quốc để ghi show lẫn quay quảng cáo. Chính vì vậy, YG sẽ là phía phụ trách công việc của Lisa. Về phía nhãn hàng điện thoại, sau khi chịu áp lực quá lớn từ người hâm mộ, họ đã phải thay đổi thành ảnh quảng cáo khác. Vậy nhưng sự cố chỉnh sửa ảnh vẫn tiếp tục bị soi ra. Bức ảnh nhãn hàng đổi lại trên Weibo. Ai ngờ fan tiếp tục soi ra hình ảnh Photoshop ẩu, lộ cả mảng trắng. Đây trở thành sự kiện giọt nước làm tràn ly. Các fan tiếp tục tố YG bỏ bê Lisa, không chăm chút đầu tư hình ảnh cho nữ ca sĩ. Điển hình như trong show Thanh Xuân Có Bạn, nếu như ở mùa 2 Lisa xuất hiện hình ảnh biến hóa ấn tượng, thì tới mùa 3 tất cả những gì YG có thể làm là để Lisa mặc những trang phục nhàm chán, chỉ có màu trắng. Ngay cả tạo kiểu tóc cũng không hề cầu kỳ như trước. Đó là chưa kể việc Lisa livestream học trò trên show, Lisa gặp phải đường truyền mạng kém dẫn tới việc bị cộng đồng mạng trêu đùa. Đại sứ quảng cáo cho mạng 5G nhưng chỉ được sử dụng mạng 2G tại YG. Cộng đồng mạng so sánh hình ảnh phong cách của Lisa với cương vị huấn luyện viên trong mùa 2 show Thanh Xuân Có Bạn. Lisa chậm và nhịp trong lúc livestream vì mạng lag. Ngoài ra, fan chung còn chỉ ra rằng YG cố tình dìm Lisa để cô nàng liên tục mặc những bộ cánh che toàn bộ lợi thế ngoại hình. Từ trang phục khó hiểu kín từ đầu tới chân, cho đến những chiếc quần dài giấu tiệt đôi chân dài miên man của cô, Lisa liên tiếp có những bộ cánh kém nổi bật so với các thành viên còn lại. Kể từ đây, các fan cùng rủ nhau đưa vụ việc lên top trang đình của Twitter với dòng hashtag YG Stop Sabotaging Lisa, tạm dịch YG dừng ngay việc phá hoại hình ảnh của Lisa. Dòng tweet của các fan kêu gọi YG hãy để Lisa tự do phát triển, đừng coi cô ấy là máy kiếm tiền. Và hiện tại thì YG vẫn chưa lên tiếng phản hồi về vụ việc gây tranh cãi này. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.